Hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triệu, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Báo cáo với đoàn, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, giáo dục cho quân nhân và nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã phong tỏa 41 khu, kích hoạt 39 khu cách ly tập trung, tiếp nhận 5.316 công dân. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quản lý 2 khu cách ly với 288 người. 700 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đang tham gia công tác phòng chống dịch tại các khu phong tỏa và chốt kiểm soát y tế. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu, biểu dương Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả. Nhận định những ngày tới dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Tư lệnh Quân khu 9 lưu ý Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ quân số, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ yêu cầu 5K, tuyệt đối không để quân nhân bị lây nhiễm hoặc lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ cách ly. Tổ chức xây dựng các phương án cơ sở vật chất, sẵn sàng mở rộng khu vực cách ly khi có tình huống.